chúng ta trễ rồi. Thức dậy Nicky, thức dậy, chúng ta muộn rồi. Nicky, thức dậy các con, thức dậy. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Thức dậy, thức dậy, Nicky, xin chào. Thức dậy, Vlad. Ok. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Xin lỗi, ăn bữa sáng của con đi, nhanh lên. Ok. Dậy, dậy, chúng ta cần đi đến trường. Nicky, nhanh lên, thức dậy nhanh lên. Đi thôi. Mẹ ơi, con không có giày. À, mang giày đi con, nhanh lên, nhanh lên. Ok. Lại đây, nhanh lên. Mẹ ơi, tụi con quên bữa sáng rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đây đây. À, ok, ok. Lại đây, nhanh lên, đi thôi. Mẹ ơi. Nào, xin chào. Mẹ ơi, con học trực tuyến mà. Mẹ quên mất, thức không? Sáng nay. Mẹ ơi, thức dậy. Ok, ok.